Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 16 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kinh tế xã hội sau Tết. Khi trẻ xung phong về già gương mẫu. Dừng bỏ vaccine, bệnh sởi bùng phát. Một theo dòng thời sự, bài toán xử lý rác thải ở Lâm Đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt vừa có chỉ đạo các sở ngành, các huyện, thành phố khẩn trương và quyết tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. Theo đó, giao các sở ngành liên quan theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương có kế hoạch sản xuất tập trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các vụ vi phạm, đảm bảo trật tự vận tải và an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội, phòng chống dịch bệnh trên người, đẩy mạnh tiêm chủng bảo vệ sức khỏe nhân dân, thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo kéo, ép khách tại các điểm du lịch lễ hội, chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, kịp thời có giải pháp đối với tình hình bỏ việc, thiếu lao động, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhằm đảm bảo cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi, nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, có phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng, giai đoạn 2018-2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội. 50% các huyện, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em, triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng. Riêng đối với giai đoạn 2021-2025, phấn đấu có 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội. Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, đối tượng thuộc phạm vi đề án trẻ em đến 8 tuổi. Thời gian thực hiện kế hoạch nêu trên từ năm 2019 đến năm 2025, phạm vi thực hiện trên toàn tỉnh. Những năm qua, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều cựu thanh niên xung phong đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, giúp những người đồng chí, đồng đội còn khó khăn ổn định cuộc sống, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Bùi Quốc Truyền ở thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà là một trong những điển hình tiêu biểu như thế. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hưng Yên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 1971, theo tiếng gọi cứu nước, ông Bùi Quốc Truyền đã tình nguyện tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong tại chiến trường Quảng Trị, Quảng Bình ác liệt. Chiến tranh kết thúc, trở về quê hương lập nghiệp, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, năm 1986, gia đình ông Truyền quyết định vào Lâm Đồng xây dựng lại cuộc sống. Không cam chịu cảnh nghèo khó, ông cùng gia đình bắt đầu từ việc làm thuê, khai hoang đất đai để trồng cà phê như bao hộ gia đình khác lập nghiệp trên mảnh đất Tân Hà này. Cho đến hôm nay, với diện tích trên 3 hectare gồm cà phê, sen, hồ tiêu, trồng dâu nuôi tầm,
và gần 3 sào trồng rau màu, đã đem lại nguồn thu trên 250 triệu đồng một năm cho gia đình ông Chuyện. Còn tôi thì đây thì cũng cái làm rau đây này, thực tế mà nói là tôi cũng chỉ là cố vấn cho các cháu thôi, nhưng mà mình hướng dẫn cho các cháu làm, tức là nếu như cà phê nó xuống giá thì mình đã có cái rau này phụ họa, rồi là tiêu, rồi là tức là dâu tầm. Thế giờ tôi cũng chỉ có vận động là hội viên là bây giờ nhiều tuổi rồi mình không thể tăng gia sản xuất được, thì mình động viên cho con cháu đấy, hướng dẫn cho con cháu nó làm, thế rồi là mình động viên cho con cháu đóng góp về vấn đề xã hội, tức là ngày công để làm đường bê tông, thế rồi ngoài ra tiền nong thì mình đóng góp cái ngày công là cho nó tốt. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Truyền còn là một người chi hội trưởng chi hội thanh niên xung phong xã Tân Hà, luôn tích cực chăm lo giải quyết chế độ chính sách cho hầu hết cựu thanh niên xung phong trong chi hội, vận động 100% hội viên đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi hộ. Bên cạnh đó, ông Truyền còn tích cực vận động 10 gia đình hội viên cựu thanh niên xung phong hiến 1.500 m2 đất và 900 gốc cà phê làm đường liên thôn liên xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự đã giúp cho đời sống vật chất và tinh thần không chỉ của gia đình cựu thanh niên xung phong mà còn của cả bà con nhân dân xã Tân Hà ngày một đi lên. Ông Bùi Quốc Truyền là một trong những cựu thanh niên xung phong mà có cái tính rất là nhiệt tình, đóng góp cho cái địa phương rất là lớn từ khi khởi đầu. Từ khi mà hội viên còn rất là ít mà ông đã mày mò cũng như là dùng cái tâm huyết của mình để vận động, để thành lập, là một người cũng có trách nhiệm vận động hội viên thực hiện cùng với Đảng, Nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ông Truyền đối đãi với tất cả anh em chị em là thoải mái. Đấy, không có cái gì, ông sống vô tư. Nhờ vào ông Truyền thì coi như ở trên gọi là cho tôi được ít tiền. Đấy, thì tôi xây lên được gian cửa gian nhà để ở cho nó được êm ấm bằng người. Với nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình và hoạt động hội, ông Bùi Quốc Truyền đã được nhận nhiều giấy khen bằng khen của tỉnh và Hội Cựu Thanh niên Xung Phong Trung ương. Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cựu thanh niên xung phong gương mẫu giúp nhau làm kinh tế giỏi để thoát nghèo vì nghĩa tình đồng đội. Ông Truyền xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 bế mạc, để lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách tham quan. Chiều hôm qua 15 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức lễ bế mạc Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Theo đánh giá của ban tổ chức, Hội Hoa Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã đón trên 80.000 lượt du khách đến tham quan thưởng lãm và thu hút hơn 100 tổ chức cá nhân tham gia trưng bày, với khoảng 3.000 tác phẩm hoa, cây cảnh tại hai khu vực chính, gồm khu vực trưng bày hoa, cây cảnh dự thi và khu vực trưng bày bonsai. Cùng với đó là việc tăng cường thêm 35.000 chậu hoa ngắn ngày, 4.500 chậu hoa thương phẩm để trang trí các con đường hoa, 4 dàn hoa lan các loại trưng bày dọc hai bên suối phun. Hội thi năm nay cũng thu hút 27 tổ chức cá nhân dự thi với 154 tác phẩm ở 5 bộ môn gồm bonsai, bonsai hoa trái, kiển hoa trái, hoa lan và non bộ tiểu cảnh. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 65 tác phẩm, trong đó có một tác phẩm hoa phong lan đạt giải đặc biệt, 8 tác phẩm đạt huy chương vàng, 14 tác phẩm đạt huy chương bạc, 18 tác phẩm đạt huy chương đồng và còn lại là giải khuyến khích. Qua 19 lần tổ chức Hội Hoa Xuân, tuy cần phải rút ra một số kinh nghiệm trong việc tuyên truyền quảng bá, thu hút các đơn vị tham gia, cũng như tính xã hội hóa còn ít và nhiều loại hoa quý hiếm mới lạ chưa nhiều. Trong Hội Hoa Xuân năm nay, thực sự là điểm nhấn cho du khách gần xa đến thưởng lãm nhiều loại hoa đẹp. Qua đó, nhằm quảng bá các loại hoa đặc trưng của thành phố, cũng như khẳng định thương hiệu của nghề trồng hoa truyền thống tại Đà Lạt trong thời gian tới. Đài phát thanh truyền hình thành phố Đà Lạt cũng đã đến. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đam Rông có 80 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, trong đó 20 công trình được đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa, còn lại là công trình tạm, kinh đức, khoảng 1.200 ao hồ nhỏ. Tổng diện tích được tưới chủ động ước đạt trên 4.000 hectare, đạt 21%. Bên cạnh việc tập trung các nguồn vốn, địa phương đã chú trọng huy động công lao động của người dân nhằm nạo vét, nâng cấp
và xây dựng các công trình thủy lợi để chủ động nguồn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đam Rông đã tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được giao quản lý, nâng cao trách nhiệm để công trình vận hành hiệu quả. Đối với công trình được đầu tư xây dựng nay xuống cấp hoặc ngừng hoạt động, đơn vị đã tổng hợp báo cáo, đề xuất trên Ủy ban dân huyện có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và quản lý vận hành theo quy định. Sáng ngày 16 tháng 2, Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức giải bóng bàn mở rộng tranh cúp Việt Bảo Tín. Tham gia giải đấu thu hút hơn 60 vận động viên ở các lứa tuổi từ 12 đến 50 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau lễ khai mạc, các giải đấu ở các nội dung gồm đồng đội nam và đồng đội nữ đã lần lượt diễn ra. Đây là một hoạt động mừng đảng mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Đồng thời, thông qua giải đấu nhằm để các vận động viên được học hỏi, giao lưu, cọ sát, tạo ra sân chơi lành mạnh, đưa môn bóng bàn đến gần hơn với những người yêu thích thể thao. Qua đó, thúc đẩy phong trào bộ môn bóng bàn ngày càng phát triển trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm. Ký ức không thể nào quên về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 là thông tin đáng chú ý của phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu của kế hoạch nhằm kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và lây lan trên diện rộng, chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng chống. Cụ thể, tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, ngăn chặn các chủng virus mới nguy hiểm xâm nhiễm vào và lây lan rộng ở Việt Nam, tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Đồng thời, xây dựng thành công các vùng chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của OIE nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm của gia cầm, góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các bệnh cúm gia cầm ở người do nhiễm các chủng virus cúm nguy hiểm như là H5 và H7. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, do thời tiết diễn biến phức tạp nên bệnh nhi đến khám và nhập viện điều trị tăng đột biến. Trong số đó, số bệnh nhi mắc các ca bệnh về đường hô hấp tăng lên rõ rệt. Bệnh nhi này 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho kéo dài. Tuy nhiên do chủ quan nên khi nhập viện đã có biểu hiện suy hô hấp, viêm phổi. Sau gần một tuần phải thở máy, nay sức khỏe cháu đã phục hồi và dần ổn định. Hôm 30 Tết thì cháu mới được 14 ngày thì là có triệu chứng là hơi ho nhẹ, kiểu như ho gió, nhưng mà sau sang mùng 1 thì càng ngày ho nặng hơn, ho đờm. Thế là nhà cũng chủ quan, nghĩ là ho đờm bình thường. Thế là để cháu 14 Tết thì là vào đây là cháu bị viêm phổi nặng, suy hô hấp. Hiện tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đang điều trị cho 130 bệnh nhân, trong đó các bệnh về đường hô hấp chiếm trên 50%. Nguyên nhân trẻ nhiễm bệnh tăng là do trong những ngày Tết, các bậc phụ huynh chủ quan trước bệnh tình của trẻ, tự điều trị ở nhà đến khi bệnh diễn biến nặng mới cho trẻ đến cơ sở y tế khám. Những ngày qua, thời tiết cũng thay đổi thất thường, độ ẩm trong không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn xâm nhập gây bệnh đối với trẻ em, chủ yếu là viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Những ngày khám đầu tiên, trong tuần đầu tiên thì các bác sĩ phải căng mình hết sức để làm việc bởi vì lượng bệnh nhân thì thực sự là rất đông. Hiện tại thì bây giờ bệnh hô hấp vẫn là đầu bảng, sau đó thì đến bệnh tiêu hóa vẫn là chung như vậy thôi, còn các bệnh khác thì vẫn ổn định trong mức bình thường. Cháu bị ho sổ mũi, được ở nhà được 1-2 hôm rồi. Thế hôm đấy, tháng hôm chủ nhật đấy ho nhiều quá thì mẹ cháu mới đưa cháu đi khám. Thì bác sĩ đã nhập viện luôn. Ngày hôm trước sốt thì tưởng là bị thay đổi thời tiết thôi, thì hạ sốt thì uống thuốc hạ sốt nó hết luôn. Đến tối mới bị sốt lại. Nhưng mà ngày hôm sau là sốt liên tục. Sốt thì uống hạ sốt nó không hạ mấy. Lại ho nhiều, khó khè nhiều, nên là đưa đi luôn. Theo khuyến cáo của bác sĩ, để phòng và điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp, các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với trẻ, cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng, tránh tiếp xúc với người nhà bị cúm. Khi có biểu hiện sốt, ho khò khè, cần đến ngay các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Tình hình bệnh sởi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước.
Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh sởi bùng phát mạnh cả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, với khoảng 1.000 ca mắc sởi được ghi nhận. Điều đáng lo ngại khi có tới 95% số ca mắc là chưa tiêm phòng vaccine sởi, xuất phát từ sự chủ quan, bỏ quên việc tiêm vaccine, lẫn trào lưu anti-vaccine trong thời gian gần đây. Bệnh nhi 4 tháng rưỡi tuổi này được gia đình từ Bình Phước đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong ngày 14 tháng 2. Mẹ bé cho biết ban đầu bé có biểu hiện sốt nhẹ rồi chuyển nặng, khám tại địa phương, được bác sĩ chuẩn đoán sốt siêu vi. Khi bé có dấu hiệu phát ban, ho, thở mệt và cơ thể yếu, thì người nhà mới lo sợ đưa lên thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua khám thì lên cái thì đo nhiệt độ là cao, bác sĩ khám phổi với lại nói là bị viêm phổi và bị sởi. Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 1.000 ca mắc sởi phải nhập viện, gần 60% số ca từ ngoài tỉnh. Các bệnh viện nhi tại thành phố đang trong tình trạng quá tải. Bệnh viện Nhi đồng 1 mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 ca nhập viện, trong đó nhiều ca đã chuyển sang viêm phổi biến chứng nặng. Theo các bác sĩ điều trị, điều này cho thấy việc nhận diện ứng phó với bệnh sởi ở gia đình ở cơ sở còn chủ quan. Việc chủ động tiêm nhắc vaccine phòng bệnh sởi còn nhiều phụ huynh chưa quan tâm. Thì cũng có đi tiêm mà mấy lần nó bệnh cứ qua rồi không có tiêm. Dạ 27 tháng nhưng mà chưa có chích. Tại em bận công việc quá nên lên xuống không có thời gian á. Thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có đến 95% số ca mắc bệnh sởi nhập viện từ đầu năm đến nay là chưa tiêm phòng vaccine sởi. Ngoài nguyên nhân nhiều cha mẹ còn thờ ơ chủ quan với tiêm vaccine sởi cho trẻ, một số phụ huynh do nhận thức chưa đầy đủ, nghe lời đồn tiêm vaccine sẽ gây nguy hiểm cho trẻ, dẫn tới sợ vaccine, tẩy chay dùng vaccine khiến nhiều bé không được tiêm phòng. Người ta cứ nghĩ là vaccine là sốt thôi, vaccine là hành thôi thì nó lây qua tất cả các vaccine khác. Trong khi vaccine sởi là một cái vaccine nó rất là hiền, tác dụng đau rất là ít mà sốt rất là ít. Nhưng mà vì cái lý do ăn tiêm vaccine của những cái vaccine khác, người ta kéo theo, người ta bỏ tất cả mọi thứ. Và chính cái điều không chích đó thì chắc chắn là bệnh nó sẽ quay lại. Và sởi, một trong những nguyên nhân sởi quay lại, thứ nhất là do cái độ phủ của mình, là mình không có kiểm soát được hết đối tượng. Nhưng mà cái thứ hai nhiều nhất là do ăn tiêm vaccine. Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên và lây lan rất mạnh qua đường hô hấp. Trẻ em, người lớn chưa bị bệnh, chưa được tiêm phòng, khi tiếp xúc với nguồn bệnh đều có thể mắc bệnh. Cách phòng ngừa bệnh sởi tốt nhất là tiêm vaccine sởi. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi. Thưa quý vị và các bạn, 40 năm đã trôi qua, nhưng mỗi dịp tháng 2 về, mỗi người dân Việt Nam lại bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ tới những người đã ngã xuống vì cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979. Dẫu đã lùi xa, nhưng âm vang của cuộc chiến đấu ấy vẫn luôn còn vang vọng, còn vẹn nguyên trong ký ức của những người lính năm xưa. Năm trước, ông Lê Văn Định là người lính nằm trong đội hình chiến đấu của đồn biên phòng Mường Khương, có nhiệm vụ ngăn chặn đội hình tiến công của địch từ bên kia biên giới tràn sang. 40 năm sau, vào những ngày tháng 2 lịch sử này, người lính Lê Văn Định lại có mặt bên những đồng đội thân yêu. Nhưng đau lắm, bi tráng lắm khi nghĩ lại những người lính trẻ đồng đội của mình, khi đó mới chưa đầy 20 tuổi, đã nằm xuống cho một cuộc chiến bảo vệ biên giới. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Đồng đội của chúng tôi hôm nay có 3-4 đồng chí là trực tiếp chiến đấu cùng tôi, nó nằm tại đây, ví dụ như Đỗ Văn Bảy, Nông Văn Tư. Đồng chí Đỗ Văn Bảy thì mới 17 tuổi thôi, quê Thái Bình, cho nên rất trẻ, nói còn chưa vỡ tiếng. Chúng tôi thường đùa là bây giờ cho em về quê thì bảo là em không biết đường đâu, thì đi bộ đội đưa em còn trẻ quá, em mới học xong. Suốt 40 năm qua, năm nào người phụ nữ này cũng lặn lội từ tỉnh Yên Bái đến đây để tưởng nhớ và trò chuyện với người chồng của mình. 40 năm trước, ông đã hy sinh ngay trên mảnh đất này. Nước mắt dẫu đã cạn, nhưng nó luôn trực trào khi mỗi lần bà tính hồi tưởng về quá khứ, về người bạn đời của mình. Chẳng biết nói sao. Chồng tôi hy sinh năm nay đã 40 năm. Tôi năm ấy có 23 tuổi, nuôi một con nhỏ. Nhưng mấy chục năm tôi cũng không chưa đưa được chồng tôi về. Cái năm nào cũng lên thắp hương. Giải đất biên cương hoang tàn, sơ xác ngày nào,
giờ đã trở thành những bản làng trù phú. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thời nhà Trần. Trường tiểu học Pha Long, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Vào một ngày sáng tháng 2 năm 2019, những âm thanh từ một buổi học lịch sử như tiếng vọng trùng trùng lớp lớp thời gian, như lời của nghìn năm lịch sử về tình yêu tổ quốc nồng nàn, tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc. Trần Thủ Độ nên đánh hay nên hoàn. Ngày hôm nay thì tôi đã dạy cho các cháu trong chương trình lịch sử lớp 4, đó là bài ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên. Và qua cái bài này thì không những giáo dục cho các cháu đó là về tinh thần chống giặc ngoại xâm của ông cha ta thời kỳ trước, mà còn giáo dục cho các cháu đó là tinh thần về bảo vệ, yêu tổ quốc và nhất là tình yêu quê hương đất nước. Bia Trấn Ải, nghĩa trang liệt sĩ Pha Long, lá cờ đỏ sao vàng của tổ quốc lồng lộng giữa miền biên ải hòa bình hôm nay. Tất cả như gửi đi thông điệp, gửi đi tiếng lòng về sự tiếp nối, tinh thần yêu nước nồng nàn, tiếp bước các thế hệ cha ông vì một dải biên cương hòa bình, hữu nghị và phồn vinh. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, một theo dòng thời sự, làm gì để giải bài toán xử lý rác thải ở Lâm Đồng? Thưa quý vị và các bạn, thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đã triển khai xây dựng nhiều nhà máy xử lý rác thải ở các địa phương, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều nguyên nhân dẫn đến công suất xử lý chưa đạt yêu cầu đề ra. Nhiều địa phương vẫn còn ùn ứ lượng rác thải trên các tuyến đường, khu dân cư. Làm thế nào để xử lý thực trạng nêu trên? Phản ánh của phóng viên trong mục theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là bãi rác tự phát tại khu vực phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Đã hơn 10 ngày qua, bãi rác này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh sống, kinh doanh và đi lại đối với người dân địa phương. Rất là hôi thối và ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều, vì rùi lắng rất nhiều và ảnh hưởng đến những người đi đường, tai nạn gì vì bỏ quá rác ra ngoài đường nữa. Nên là tụi em cũng rất là bức xúc, khó chịu. Cái việc mà thu gom vận chuyển thì là đơn vị tăng cường, tăng ca, tăng kíp rồi. Nhưng mà thường thường một số dân cũng có cái nhận thức không tốt thì là cũng đưa ra những bãi phát sinh. Thường những bãi lưu trữ tạm thời rác ở trung chuyển thì là thống nhất với địa phương với lại công ty. Nhưng mà những cái đột xuất như thế thì nếu có các khắc phục mà chắc trong thời gian nó cấp kỳ quá cho nên là cũng xảy ra tình trạng như vậy. Mà chắc sau này thì ổn định để cho khắc phục cái chuyện này. Theo thiết kế, nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Bảo Lộc do công ty cổ phần môi trường Xanh Friendly đầu tư có công suất đốt xử lý từ 110 đến 120 tấn rác một ngày. Sau khi đi vào hoạt động, ngoài việc xử lý lượng rác được tập kết đã lưu tại bãi chứa trước đó, nhà máy còn phải xử lý lượng rác mới thu gom từ khoảng 65 đến 75 tấn một ngày trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và các vùng phụ cận. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một phần vẫn chưa đảm bảo công suất đốt, một phần đến hàng bảo trì bảo dưỡng máy móc. Đây cũng chính là nguyên nhân làm tình trạng rác thải tại thành phố Bảo Lộc luôn quá tải, đơn vị chức năng không xử lý hết. Theo công suất thiết kế của nhà máy thì là 200 tấn một ngày. Nhưng mà do hiện tại cái đầu tư giai đoạn 1 thì đang trong quá trình đầu tư, thì nó cũng có gặp một số trục trặc và khó khăn về thứ nhất là đất đai, nguồn vốn, rồi công nghệ. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi tiếp quản nhà máy tại 15 tháng 1 thì chúng tôi đã cơ cấu lại cái dây chuyền máy móc thiết bị ở đây, bổ sung thêm cái quy trình đốt lò. Thì hiện tại là cái công suất đốt một ngày là trung bình khoảng 80 tấn. Đó, rồi nếu như mà trong trường hợp mà có thể tăng công suất lên thì tối đa là khoảng 100 tấn.
không khác là bao so với nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Bảo Lộc. Được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt do công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2015. Tổng mức đầu tư cho dự án này là trên 381 tỷ đồng, công suất thiết kế 200 tấn rác thải một ngày. Nhưng cũng nhiều lý do khác nhau nên công suất cũng không đáp ứng việc xử lý rác thải của thành phố theo yêu cầu đề ra. Khi chủ đầu tư tiến hành đầu tư vào thì có mấy cái vấn đề. Một là bản thân của các chủ đầu tư thì cũng chưa xác định được là cái đánh giá được là những cái vấn đề phức tạp trong quá trình là khi xây dựng và khi vận hành cái hệ thống nhà máy xử lý rác thải của mình. Việc thứ hai nữa là về kinh nghiệm của các chủ đầu tư là cũng chưa có nhiều trong cái việc quản lý và đảm bảo cái việc là giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời là đảm bảo tiêu thụ được hết toàn bộ cái lượng rác thải của địa phương đáp ứng ra. Và mặt thứ ba đó là về mặt của chính quyền của địa phương thì chúng ta cũng chưa làm tốt cái công tác đối với lại ý thức cùng với lại người dân là trong cái việc mà chung tay bảo vệ vấn đề môi trường. Chính vì thế cho nên là cũng có những cái hoạt động cản trở từ phía của địa phương. Chủ trương xã hội hóa xây dựng các nhà máy xử lý rác của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua là hoàn toàn hợp lý. Đây cũng là giải pháp nhằm giải quyết bài toán quá tải của các bãi rác ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhưng thực tế cho thấy, sau khi đầu tư thì hiệu quả mà các nhà máy xử lý rác thải chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng cũng đang cấp giấy chứng nhận đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương, nhưng hiệu quả đầu tư và đi vào hoạt động thì đang là một câu hỏi lớn. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại nhất tại thời điểm hiện nay là công nghệ đốt, không cần phân loại đầu vào. Về cơ bản, xử lý được rác thải của huyện Đức Trọng trong thời gian hiện tại cũng như trong tương lai, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước về vệ sinh môi trường. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang đôn đốc các cái nhà đầu tư với cái nhà máy rác ở Trường Thành ở khu vực này thì đẩy nhanh tiến độ. Xong khi xong xuôi thì chúng tôi cũng sẽ thảo luận để báo cáo ban tỉnh cái mức giá về đốt. Và thứ ba nữa là phải có cái hệ thống giám sát kiểm soát cái việc ông nhà máy này có đốt thực sự hay không. Và cái thanh toán cái tiền đốt là như thế nào. Và cái thứ tư là cũng có một cái phương án dự phòng khi nhà máy trục trặc thì chúng ta xử lý cái rác thải một vài ngày nó như thế nào. Ngoài thực hiện cam kết của các đơn vị chủ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải gắn với xây dựng đề án thu gom xử lý rác thải trên địa bàn khu dân cư tại các địa phương, thì điều quan trọng hơn hết nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi vẫn là ý thức của cộng đồng dân cư. Ngoài ra, để đảm bảo môi trường, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm, đòi hỏi ngành tài nguyên và môi trường và các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là ở các khu vực dân cư, các nhà máy, các khu cụm công nghiệp. Khó khăn nhất là cái bãi rác, cái nơi để mà xử lý. Khi đem cái lượng rác về tới đó rồi mà chưa được xử lý một cách triệt để, đang còn làm ảnh hưởng tới người dân. Và cái nguồn mong muốn nhất là công ty môi trường xanh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện bãi rác và đảm bảo cái công tác xử lý. Năm 2019 thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương tuyên truyền và cũng có những cái đó là để chia sẻ cho người dân được hiểu là cái vấn đề đó là cần thiết của ý thức của công dân của mình khi mà bảo vệ môi trường, không phải chỉ riêng trong lĩnh vực là về rác mà kể cả những lĩnh vực về bao bì, thuốc bảo vệ thực vật và những cái vấn đề khác mà có tác động đến vấn đề môi trường. Và trước tiên phải hiểu rằng là chúng ta bảo vệ môi trường tức là đang giữ gìn sức khỏe và sự phát triển của bản thân chúng ta. Lâm Đồng, Đà Lạt được biết đến là địa phương có vùng du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng gắn với sản xuất nông nghiệp sạch. Lâm Đồng cũng đang triển khai đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Để điều này trở thành hiện thực thì chính quyền các cấp của tỉnh Lâm Đồng cần có sự vào cuộc tích cực với những hành động và những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.